Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 141, ha, anh sở thật hài hước. Lý Nham nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước gì có thể nuốt sống Sở Bắc. Mấy ngày nay hắn ta cứ vẫy đuôi đi theo Dương Xuyên như một con chó. Nhưng Dương Xuyên lại chẳng hề liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Nhưng lại đối với Sở Bắc, hắn ta không phục. Chu Cầm ở phía đối diện cũng sừng sốt, sau đó cảm thấy vui mừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ngờ tên vô dụng này lại có thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ Dương. Xem ra cũng không phải vô dụng hoàn toàn. Nhưng Lạc Tuyết thì lại khác, cô thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh. Dương Xuyên này rõ ràng là đến gây chuyện, nói chuyện cứ xảo trá. Người này không đơn giản. Anh Sở, làm quen chút nhé, tôi là Dương Xuyên, hân hạnh được gặp. Dương Xuyên mặc kệ ánh mắt của mọi người, nhếch môi cười chủ động giơ tay ra với Sở Bắc. Cảnh tượng này khiến Lạc Vinh Quang cũng ghen ghét. Dù sao ngay cả ông ta cũng không được đối xử như thế. Thế nhưng sở bác lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Lúc này anh từ tốn đứng lên nhưng lại xem Dương Xuyên như không khí, nhìn Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta về thôi, đến giờ cho Tâm Nhi uống thuốc rồi. Nói rồi anh ôm con gái xoay người đi ra ngoài. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khác thường. Mọi người trợn mắt, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được sở bắc một tên vô dụng bị mù lại từ chối bắt tay với cậu chủ dương. Chuyện này, ngay cả chu cầm và lạc tuyết cũng sừng sốt. Dĩ nhiên người gượng gạo nhất vẫn là Dương Xuyên. Lúc này bàn tay phải lơ lửng giữa không chung, rút lại cũng không được mà không rút lại cũng không xong. chương 142, các người như thế khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Chẳng lẽ Dương Xuyên muốn nhúng tay vào chuyện này? Sở Bắc cũng dừng bước. Quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn dương xuyên tùy tiện nghe ngóng chuyện của người khác không phải là thói quen tốt giọng nói sở bắc còn ẩn sự cảnh cáo dĩ nhiên anh nghe được lời đe dọa trong lời nói của dương xuyên ồ vậy à dương xuyên cũng không tức giận cong môi nói vốn dĩ tôi còn muốn giúp đỡ nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi vợ anh có thể tự mình giải quyết quả là vô cùng may mắn thế nhưng hắn ta vừa dứt lời lạc vinh quang và lạc mai ngồi không yên cậu dương không được không thể được lạc vinh quang hoảng sợ nói câu cũng không dứt khoát đúng thế sở bắc đó chỉ là một tên vô dụng sao có thể đại diện cho nhà họ lạc được còn lạc tuyết nó có thể quản được mình đã không tệ rồi sao có thể giải quyết được rắc rối của công ty lạc mai vội vàng hùa theo trong lòng đã thầm mắng sở bắc không biết bao nhiêu lần lạc vinh quang bước lên trước tiếp lời cậu chủ dương mong cậu giúp đỡ một chút, nhà họ Lạc tôi biết ơn vô cùng. Phản ứng của hai người như thể được Dương Xuyên đoán trước. Các người như thế khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Dương Xuyên lạnh nhạt cười nói, "Huống hồ tôi đến đây không chỉ vì chút chuyện nhỏ này." Nghe nói thế, Lạc Vinh Quang và Lạc Mai nhìn nhau. Ý cậu chủ Dương là? Dương Xuyên khẽ cười nhìn về phía Sở Bắc. Ba ngày sau là buổi đấu thầu của dự án lớn ở Tân Hải, các người cũng biết chứ? nghe nói thế hai ông cháu sửng sốt, ngay cả Lý Nham cũng ngây người. chương 143 mượn dao giết người. Nghĩ đến một khả năng, tim lạc vinh quang đập bình bịch, gương mặt già nua đỏ bừng. Thấy thế Dương Xuyên khẽ cười, lần này tôi đến vốn dĩ là muốn dẫn vài người đến cho đông vui, nhưng bây giờ vấn đề nội bộ của nhà họ lạc vẫn chưa giải quyết, tôi chỉ sợ tấm lòng có thừa nhưng sức không đủ. Câu nói này của Dương Xuyên nổ tung trong đầu mấy người lạc vinh quang chẳng khác nào tiếng sét trên mặt đất mọi người đều há hốc miệng gần như có thể nhét được cả một quả trứng gà ngay cả lạc tuyết cũng ngây người như dương xuyên nói thì chẳng phải nhà họ lạc sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt để vực dậy sao hơn nữa còn là vì vấn đề tài chính của nội bộ tập đoàn chi tiết hơn thì chẳng phải là vì cô và sở bắc sao nghĩ đến đây sắc mặt lạc tuyết càng trở nên khó coi không phải là vì mất đi một cơ hội tốt như thế mà là hành động này của dương xuyên rõ ràng là đang chia rẽ quan hệ của sở bắc và nhà họ lạc mượn dao giết người không hổ là cậu chủ nhà họ dương thủ đoạn này quả nhiên thông minh cậu chủ dương chuyện chuyện này lạc vinh quang nói chuyện cũng lắp bắp muốn cầu xin dương xuyên giúp đỡ nhưng không nói nên lời quay đầu lại nhìn thấy sở bắc thì lập tức nổi giận sở bắc lẽ nào cậu là sao trổi của nhà họ lạc sao cậu muốn nhìn nhà họ lạc suy sụp mới cam lòng à. Vẻ mặt lạc mai càng thêm méo mó, ông nội, cháu nghĩ sở bắc và lạc tuyết cố ý đấy. Sắc rối của công ty là do lạc tuyết gây ra, hôm nay sở bắc lại làm hỏng chuyện lớn của công ty, hai người này không muốn nhìn thấy nhà họ lạc yên ổn. Vừa có được cơ hội, lạc mai lập tức đẩy hết trách nhiệm lên đầu lạc tuyết. Tôi, lạc tuyết nghiến răng muốn cãi lại, nhưng vừa nói được một chữ lại đột ngột dừng lại muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cứ. Dù cô có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì có tác dụng gì? Lạc tuyết nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực. Trường 144 muốn ngăn lại nhưng đã muộn rồi. Dương Xuyên nhìn sở bắc cười ẩn ý. Nếu đã thế, đợi anh sở giải quyết xong rắc rối của công ty hãng nhắc đến chuyện này. Dương Xuyên vừa dứt lời, vẻ mặt Lạc Vinh Quang và Lạc Mai đều xa sút Dựa vào sở bắc, giải quyết rắc rối của công ty. Đây chẳng phải là gây rối thêm hay sao? Nếu không phải người nói là Dương Xuyên thì Lạc Vinh Quang đã mắng cho một trận rồi. Lúc này ông ta nhìn sở bắc và Lạc Tuyết như thể muốn giết người. Đều là do tên sao trổi sở bắc này. Nếu không phải do cậu ta thì không chỉ rắc rối công ty được giải quyết mà nhà họ Lạc cũng có cơ hội tham gia buổi đấu thầu với nhà họ Dương. Không chừng có thể nhân cơ hội này vực dậy. Tiếc là mọi thứ đều bị sở bắc phá hoại một tờ chi phiếu chống của dương xuyên lại có thể khiến lạc vinh quang và lạc mai càng thêm căm thù sở bắc anh nói xong chưa lúc này sở bắc ngẩng đầu lên giọng anh vẫn bình thản như trước nếu nói xong rồi thì cút chỉ mấy chỉ ngắn ngủi anh vẫn bình tĩnh như một hồ nước tĩnh lặng nhưng lại khiến bầu không khí ở cả hiện trường như đông cứng lại sở bắc cậu câm miệng lại lạc vinh quang lạnh lùng quát giọng nói còn có vẻ tức giận và lo lắng Sở Bắc thế mà lại bảo cậu chủ Dương cút đi. Ăn gan hùm mật gấu rồi chắc. Sở Bắc, mày muốn làm gì? Bản thân mày muốn chết cũng đừng liên lụy đến bọn tao. Lạc Mai hung hăng trợn mắt với Sở Bắc như một con báo đang nổi giận. Lần này ngay cả Lạc Tuyết cũng cảm thấy lo lắng, tay đổ đầy mồ hôi. Lúc Sở Bắc lên tiếng, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Chương 145 hay là tai mình có vấn đề. Ông cụ không cần nổi giận anh sở là người có cá tính, nói mấy lời này mà cũng không thể chỉ trích nhiều, tôi không để trong lòng. Đã nói đến mức này nhưng ánh mắt Dương Xuyên nhìn sở bắc vẫn lóe lên tia lạnh lẽo không nhận thấy. Chuyện này, Lạc Vinh Quang và Lạc Mai sửng sốt, cậu chủ nhà họ Dương dễ nói chuyện vậy sao? Hay là tai mình có vấn đề? Ngược lại Lý Nham phản ứng lại nói, cậu chủ Dương không hổ là cậu chủ Dương, tấm lòng rộng lượng quả thật khiến người khác bội phục. Vừa nghe hắn nói thế, lạc vinh quang và lạc mai vội cười theo tiểu nham nói đúng là do tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mong cậu chủ dương đừng trách đúng thế cậu chủ dương là người thế nào chứ tên vô dụng nào đó có thể so được sao lạc mai nịnh bợ dương xuyên còn không quên chỉ trích sở bắc nhưng sở bắc lại không hề để tâm đến những lời này sao anh lại không biết ý đồ của dương xuyên cho được sở dĩ không ra tay chỉ là khinh thường mà thôi nhà họ dương chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ bé trước thực lực tuyệt đối mà thôi tiểu tuyết chúng ta đi thôi sở bắc ngẩng đầu lên nhìn lạc tuyết môi cong lên nụ cười dịu dàng xoa đầu tiểu vô tâm nhấc chân muốn đi anh sở khoan đã dương xuyên lại nói đi đến trước mấy bước chặn trước mặt sở bắc lẽ nào tôi và anh sở vừa gặp đã thành kẻ thù sao thế này nhé tôi có thể cho nhà họ lạc một cơ hội Dương Xuyên như suy ngẫm ngẩng đầu lên, từ tốn nói trong ánh mắt đầy mong chờ của Lạc Vinh Quang và Lạc Mai. Chỉ cần anh sở có thể giải quyết nguy cơ tài chính của tập đoàn trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu, tôi đảm bảo buổi đấu thầu sẽ có một chỗ cho nhà họ Lạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 146 Sở Bắc là một tên điên. Lạc Mai cũng phản ứng lại, sợ Dương Xuyên sẽ hối hận, vội vàng hùa theo. Cậu chủ Dương yên tâm trong ngày mai chuyện này sẽ được giải quyết tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng trong ngày mai sắc mặt lạc tuyết trắng bệch câu nói này của lạc mai như đang muốn ép cô vào đường cùng được trong ngày mai tôi mỏi mắt trông chờ lần này đến lượt dương xuyên sợ họ sẽ hối hận hắn ta nở nụ cười gian xảo lập tức đồng ý dương xuyên lên tiếng lạc tuyết đang muốn nói gì đó nhưng đã muộn rồi lúc này cô nghiến chặt răng sắc mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng giải quyết nguy cơ tài chính của công ty trong vòng một ngày sao có thể đây là đang ép cô và sở bắc vào đường cùng lạc tuyết nhắm mắt lại siết chặt nắm đấm sau đó lại bất lực buông lỏng chuyện đã đến nước này chỉ đành đi một bước xem xét một bước thôi sở bắc nghe cậu chủ dương nói chưa lạc mai kiêu ngạo nhìn sở bắc nói mày và lạc quyết phải giải quyết vấn đề tài chính của công ty trong ngày mai, nếu không. Cạch. Nhưng à ta chưa nói hết câu. Một tiếng động vang lên cắt ngang lời à ta. Chỉ thấy sở bác buông con gái trong lòng xuống, chậm rãi xoay người lại. Cây gậy trong tay rơi xuống, mặt đất như rung chuyển theo. Cô đang dạy tôi phải làm sao đấy à? Đôi mắt sở bác nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt không có ánh sáng nhưng lại có đủ để nuốt chửng mọi thứ như vực thẳng chương 147 đó chính là nỗi hận với sở bắc. Dù hắn ta đứng trước mặt ông nội mình người nắm quyền nhà họ Dương cũng chưa từng có cảm giác như vừa rồi. Nhà họ Lạc, tốt nhất đừng động đến giới hạn của tôi, hậu quả các người không gánh nổi đâu. Sở Bắc khẽ nói, giọng điệu lạnh nhạt khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Còn anh? Nói rồi Sở Bắc quay đầu lại nhìn Dương Xuyên. Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự, Dương Xuyên chỉ cảm thấy rét run từ lòng bàn chân sông lên đến đỉnh đầu. Tự giải quyết đi, để lại bốn chữ, sở bác lại xoay người đi. Một tay nắm lấy tay con gái xải bước đi ra ngoài. Tiểu tuyết, đi thôi, đến giờ tâm nhị uống thuốc rồi. Giọng nói dịu dàng khiến lạc tuyết hoàn hồn, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Nhưng không biết tại sao cô xoay người lại đi đến phía sau sở bắc như một cái máy. Giọng của sở bắc mang lại cảm giác cực kỳ an toàn cho cô thấy ba người đã đi xa, chu cầm nào còn dám ở lại. Vội vàng đuổi theo, đại sảnh rộng lớn rơi vào yên tĩnh. Úi trà, được lắm sở bắc. Mãi một lúc lâu, vẫn là Dương Xuyên phá vỡ sự im lặng trước. Dương Xuyên nhìn hướng sở bắc rời đi, cười giả lả, chẳng ai biết hắn ta đang nghĩ gì cả. Cậu Dương, cậu! Lạc Vinh Quang sợ hãi ra mặt, định giải thích nhưng Dương Xuyên lại xua tay ngắt lời chương 148 lẽ nào tất cả đều là vì sở bắc. Trong buồng lái của chiếc may Dương Xuyên một tay cầm điện thoại, còn tay kia thì nắm chặt vô lăng. Gương mặt u ám, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn tồn lễ độ trước đó. Vâng, cậu chủ. Người ở đầu bên kia điện thoại trịnh trọng đảm bảo, nhưng không có được bao nhiêu tự tin. Dù gì trước đó hắn đã điều tra tất cả hồ sơ của sở bắc rồi. Chỉ tiếc là chẳng có thu hoạch gì. Sở Bắc thực sự cứ như chui ra từ đá vậy. Còn nữa gia tăng sức ép với tập đoàn Lạc Thị, tôi muốn xem thử Sở Bắc rốt cuộc lấy cái gì ra đấu với tôi." Dương Xuyên dặn ra một câu từ kẽ răng, sự ác độc trong mắt không hề có chút dấu giếm nào. Vừa nãy, tất cả mọi việc đều là sự thăm dò của hắn ta với Sở Bắc. Phải nói rằng Sở Bắc tạo cho hắn ta cảm giác chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Nhưng thế vẫn còn lâu mới đủ. Còn về cụ thể thế nào thì ngày mai sẽ biết thôi." Dương Xuyên hừ một tiếng rồi định cúp máy. Nhưng ở đâu bên kia lại vang lên giọng nói ngập ngừng của gã thân tín. "Cậu Dương có việc này tôi không biết có nên nói không, nhà họ La toi rồi." "Là sao? Nói rõ ràng xem." Dương Xuyên cau mày, cứ cảm thấy có lẽ có liên quan đến Sở Bắc. "Cậu Dương, một tiếng trước, người nhà họ La đã bán tất cả tài sản, cả nhà bay ra nước ngoài rồi, cứ như là chạy thoát thân vậy." chạy thoát thân. Chân mày Dương Xuyên bỗng chốc nhăn tít lại. Ân tình trước đây Lạc Vinh Quang áp lên người hắn ta, hắn không từ chối. Nhưng thực sự không biết trong đó đã có việc gì. Chương 149 đúng vậy, chính là tập luyện. Ở chỗ khác, về đến khu nhà, không khí của cả nhà Sở Bắc cũng không hề hài hòa. Sở Bắc, mày là đồ sao trổi, đồ ôn dịch. Mày là do ông trời cử đến trừng phạt cả nhà bọn tao hả? mày nói xem mấy hôm nay mày đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho nhà bọn tao rồi. Mày không thấy cắn rứt lương tâm à, vừa xuống taxi, là chu cầm chửi mát suốt dọc đường, hầu như chưa từng ngừng lại. Mày nói đi, việc của công ty mày có thể làm thế nào? Chỉ dựa vào một thằng mù như mày cũng giải quyết được sao? Mày muốn chết thì cũng đừng có làm liên lụy đến tiểu tuyết nhà tao chứ. Nghĩ đến việc của công ty, không chỉ chu cầm tuyệt vọng, mà cả lạc tuyết cũng hết sức đau đầu, đây chính là một cái bẫy, dù cô hay Sở Bắc, chỉ cần rơi vào bẫy thì đừng hòng ra được. Mà người đào bẫy không chỉ có Dương Xuyên mà còn có cả Lạc Vinh Quang và Lạc Mai. Nếu ngày mai không hoàn thành được thì chẳng cần Dương Xuyên ra tay, hai ông cháu kia cũng sẽ không tha cho cả nhà họ. Phải làm sao đây? Hai mẹ con một người thì quát tháo mắng chửi, một người thì âm thầm thở dài. Còn Sở Bắc từ đầu chí cuối vẫn mắt điếc tai ngơ, nắm tay con gái nụ cười vẫn luôn nở bên khóe môi. Về đến nhà, Chu Cầm vừa cảm giảm vừa về phòng. Lạc Tuyết đi nấu cơm, Sở Bắc bèn xem TV ở phòng khách với con gái. Mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng nghe tiếng cười vui vẻ của con gái, trong lòng Sở Bắc thỏa mãn hơn bao giờ hết. Cả bữa cơm chẳng ai nói gì, không khí hơi bức bối. Sở Bắc buông bát đũa đầu tiên, nhìn về phía Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, việc của công ty cứ giao cho anh là được. Lạc tuyết hơi ngẩn người, không đợi cô trả lời sở bác đã đứng dậy ra khỏi phòng khách. Hừ, nếu mà dựa được vào nó thì heo nái cũng biết trèo cây. Chu cầm trợn ngược mắt, ánh mắt khinh thường. Còn tâm nhi lại chu môi, tâm nhi tin bố, bố chắc chắn sẽ làm được. chương 150, anh nói vậy là có ý gì? Buổi đấu thầu công trình hàng trăm tỷ cũng chỉ là một dự án nhỏ với tập đoàn Bắc Giã mà thôi còn về nguy cơ của tập đoàn lạc thị thì càng không đáng nhắc tới là thanh vũ lo thừa rồi với việc này sở bắc chỉ mỉm cười tôi đến nhà họ lý một chuyến cô canh ở đây đi gã dương xuyên này chỉ e là không ít mánh khóe nói xong thì sở bắc chống gậy trúc thong thả rời đi nhà họ dương còn con không đáng để lo lắng nhưng nếu dương xuyên dở mánh khóe đối phó với người nhà của anh thì không ổn văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị tầng 5 tập đoàn Lý Thị. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, Lý Hải đông cao mày, sắc mặt cũng rất không kiên nhẫn. Anh cả, anh làm cái gì vậy chứ? Dù Hải Bắc có lỗi thì anh cũng không cần phải làm thế này chứ. Giờ anh ấy cứ ở nhà cả ngày, chẳng dám đi đâu, gan còn nhỏ hơn cả thỏ đế. Nhưng hỏi anh ấy làm sao anh ấy vẫn cứ không nói. Anh nói xem thế này thì phải sống sao? Đối diện với Lý Hải Đông là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, vẻ mặt tức tối người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng sẫm, miễn cưỡng che đi dáng người phốp pháp. Dưới chân là đôi giày cao gót chuồn chuồn ớt kiểu dáng mới nhất như có thể gãy bất cứ lúc nào. Đeo chiếc túi Hermes, lớp phấn nền màu trắng trên mặt so được với cả vôi rồi. Rõ ràng trên người từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu nhưng đắp lên người cô ta thì lại như khỉ cái khoác bao tải. Đủ rồi, thím đừng có quản việc này nữa, chú ấy giữ được cái mạng này đã phải cảm ơn trời đất rồi. Phía đối diện, Lý Hải Đông hừ một tiếng, giọng nói không mặn không nhạt. Audio điện tử võ tấn bền. chương 151, anh cả, anh, anh dám đánh em. Đủ rồi. Lý Hải Đông đập bàn, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn từ sớm. Thím biết chú ấy đắc tội ai không? Nếu không nhờ tôi thì giờ chú ấy đã là người chết rồi. Cái gì? Từ lệ cao mày, rõ ràng là không tin lời ông ta cả cái tân hải này ai có lá gan lớn đến mức dám động thủ với anh ấy. Chán sống rồi chắc, em thấy là anh. Thím, thím câm miệng. Từ lệ ôm cục tức trong lòng, vốn định chút ra, nhưng vừa nói lời này thì Lý Hải Đông ngay lập tức tức giận quát lên, khiến cô ta hết cả hồn. Thế mà thím lại dám nói linh tinh về cậu sở. Thím biết đó là tội danh lớn thế nào không? Mau cút đi nếu không tôi sai người quảng thím ra ngoài. Trong lúc nói, Lý Hải Đông vẫn không quên lau mồ hôi trên trán. Cậu sở là thần tướng Trấn quốc đó. Không chỉ nhà họ Lý còn con của ông ta mà dù những nhân vật máu mặt của Yên Kinh cũng không dám đắc tội. Cô em dâu này của mình đúng là ngu xuẩn. Nếu không phải nể tình anh em thì ông ta sẽ không khách sao như vậy. Anh cả, anh, anh làm gì thế hả? Thấy Lý Hải Đông nổi giận thật, từ lệ ngay lập tức cuống lên. Còn định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa đột ngột đã cắt ngang lời cô ta vào đi lý hải đông nhả ra hai chữ lại ngồi vào chiếc ghế văn phòng trở lại dáng vẻ ôn tồn lễ độ chủ tịch lý bên ngoài có một gã mù một vị khách đến không hẹn trước nói muốn gặp anh cửa văn phòng mở ra sắc mặt thư ký hơi quái lạ khẽ khàng báo cáo ai không có cả tên sao không hẹn trước thì bảo cậu ta mau đi đi lý hải đông đang nổi giận không hề do dự mà xua tay vâng chủ tịch lý Người đến là một gã mù, chắc là đến gây rối." Thư ký đáp lại, trước khi ra khỏi phòng còn không quên lẩm bẩm một câu. Nhưng hai chữ gã mù khiến tim Lý Hải Đông thoáng cái vọt lên tận cổ họng. "Ai, cô nói ai là gã mù? Nói rõ ràng xem." Lý Hải Đông trợn mắt, vội vàng hỏi dồn. "Chủ tịch Lý." Thư ký ngơ ra luôn, hơi khó hiểu. Còn Từ Lệ lại không do dự ngừ một tiếng. "Chẳng phải chỉ là một gã mù thôi sao?" mau đuổi đi, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, tôi. Cầm miệng cho tôi. Bốp, gương mặt Lý Hải Đông u ám, lại lần nữa tức giận quát. Lần này, đi kèm còn là một cái bạt tai dữ dội. Từ lệ bị tát cho ngã ra đất, tiếng bạt tai giòn tan vô cũng rõ ràng. Cô ta bụng miệng, cả người ngơ ra. chương 152, tôi không nói là ông làm. Thư ký sợ đến mức mặt mày tái mét, chỉ có thể gật đầu như cái máy. Vâng, đúng vậy trông có vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi còn đeo kính dâm ầm um, trong lòng lý hải đông hốt hoảng đầu óc chợt trống rỗng nhắc tào tháo là tào tháo tới không cần nghi ngờ người thư ký nói chính là sở bắc nhưng cậu sở đến tìm ông ta làm gì lẽ nào là không hài lòng với kết quả giải quyết hôm nay nghĩ đến tin tức về nhà họ la vừa nhận được trong lòng lý hải đông chỉ còn lại sợ hãi thần tướng trấn quốc đích thân đến dù là phúc hay họa thì tập đoàn Lý thị E là cũng không đỡ nổi. Còn ngơ ra đó làm gì, còn không mau đi mời cậu Sở vào. Không, tôi đích thân đi đón. Lý Hải Đông sao mà ngồi yên nổi, vội vàng đích thân đi đón. Nhưng ông ta chưa kịp nhấc chân thì cửa văn phòng đã lại lần nữa bị đẩy mở. "Không cần phiền chủ tịch Lý, tôi đã tự tiện đến rồi." Cộp, cộp, cộp. Cùng với tiếng gậy trúc gõ vào sàn nhà là giọng nói bình tĩnh của Sở Bắc cơ thể Lý Hải Đông run lên, vừa ngẩng đầu thì sở bắc đã đứng trước mặt ông ta rồi. Cậu, cậu sở, cậu quá bộ đến tập đoàn là vinh hạnh của tôi, cậu gọi tôi tiểu Lý là được, mau ngồi đi. Lý Hải Đông hơi khom lưng, làm động tác mời. Dù là giọng nói hay hành động đều hèn mọn hết sức. Mà cảnh tượng ngắn ngủi này khiến cho thư ký nhìn đến mắt chữ A mồm chữ O. Đến cả từ lệ cũng ngơ ra tại chỗ. Trên gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi lý hải đông đường đường là gia chủ của một gia tộc là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn lý thị lúc này thế mà lại khúm na khúm núm với một gã mù hơn nữa gã mù này lại còn trẻ như vậy nhưng ở tân hải cũng không nghe nói có nhân vật máu mặt nào họ sở mà chẳng lẽ là người từ tỉnh đến sắc mặt sở bắc không đổi không ngồi xuống mà nhìn vào từ lệ ngã trên đất đây là vợ của lý hải bắc nhỉ ừm xứng đôi đó một câu nói khiến sắc mặt Lý Hải Đông chợt thay đổi. Chỉ mong sao đánh chết mụ đàn bà thối tha này. Thím còn ngơ ra đó làm gì, còn không mau cút đi, nếu không tôi xử luôn cả thím đó. Từ lệ sợ đến run lên, cuống cuồng đứng dậy chạy đi. Trước khi đi còn không quên nhìn sở bắc một cái. Cô cũng ra ngoài đi. Lý Hải Đông liếc thư ký một cái, đợi đến khi cô ấy đi thì đích thân đóng cửa lại. Sở bắc, mời cậu ngồi, nếu có gì sơ sót thì mong cậu lượng thứ. Nhìn Lý Hải Đông cẩn thận từng ly từng tí, sở bắc lần này không từ chối. Trực tiếp ngồi vào chỗ của Lý Hải Đông. mươi 153 cô đã hoàn toàn hết sức cứu vãn. Lý Hải Đông ngẩn người, sau đó định thần lại, cậu sở, tôi biết rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ điều tra xem là ai làm ngay, chắc chắn sẽ dốc hết sức, giúp tập đoàn Lạc Thị vượt qua nguy cơ. Lý Hải Đông sốt sắng đảm bảo, nói chuyện hơi có vẻ kích động có thể làm việc cho thần tướng trấn quốc đây là phúc tích được từ kiếp trước đó xong sở bắc lại lần nữa lắc đầu không cần điều tra là ai làm tôi không muốn biết cũng không cần phải biết còn nữa người ông cần giúp không phải tập đoàn lạc thị mà là lạc tuyết lý hải đông ngạc nhiên ngay lập tức hiểu ra vâng cậu sở tôi nhớ rồi sở bắc khẽ gật đầu rồi đứng dậy còn một việc nữa cậu sở yên tâm tôi chắc chắn sẽ không để lộ thân phận của cậu, cô lạc tuyết tận tụy, được sự công nhận của tập đoàn lý thị, cho nên giúp đỡ riêng cho cô ấy, chỉ vậy thôi. lý hải đông vội vàng lên tiếng đảm bảo, sở bác hài lòng gật đầu, chống gậy trúc đi ra ngoài. tốt lắm, ông cũng đến xem buổi đấu thầu của tân hải đi, không cần tiến nữa. nói xong, bóng dáng sở bác đã biến mất ở chỗ đầu cầu thang. còn lý hải đông thì ngẩn ra một lúc đến khi định thần lại thì chợt mừng như điên. Ý của cậu sở chẳng phải là đến buổi đấu thầu sẽ giúp ông ta một tay sao? Có thần tướng Trấn Quốc hỗ trợ, nhà họ Lý sắp một bước lên mây rồi. chương năm 19, có đủ tư cách không? Ngày hôm sau, tập đoàn Lạc Thị. Như thường lệ, Lạc Tuyết đã đến trước cửa công ty từ sớm. Nhưng khác mọi hôm ở chỗ, hôm nay cô không muốn bước vào cánh cửa này chút nào. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhờ Dương Xuyên nên hôm nay chính là hạn chót của cô. Nếu như cô không thể giải quyết vấn đề tài chính của công ty, thì cho dù có là nhà họ Lạc hay Dương Xuyên đều sẽ không bỏ qua chuyện này. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không tha cho gia đình cô. Nhưng cô đã làm tất cả những gì có thể rồi. Dù là đối tác hay ngân hàng, thậm chí cả bạn cũ của bố. Tất cả đều coi cô giống như ôn thần vậy, tránh càng xa càng tốt. Cô đã hoàn toàn hết sức cứu vãn. Hai Lạc viết thở dài, nhưng cô chỉ có thể cắn răng bước vào công ty. Gần đúng như cô dự đoán, còn chưa kịp bước vào văn phòng đã nhìn thấy ánh mắt không chút thiện ý của bác cả Lạc Viễn Hà và Lạc Mai. Chương 154 đúng là ức hiếp người khác quá đáng mà. Hai cha con bọn họ đang cố ý nhắm vào cô, nếu thật sự muốn phản bác thì chỉ tự chuốc lấy xấu hổ mà thôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhìn xem cô đã làm gì đi bởi vì cô đắc tội với cậu chủ dương nên công ty mới sắp phá sản đến nơi rồi đấy lạc mai càng nhìn lạc tuyết càng cảm thấy khó chịu ả à lập tức ném một bản báo cáo xuống trước mặt lạc tuyết mặc dù cảm thấy bất mãn nhưng lạc tuyết vẫn kiên nhẫn cầm lên xem nhưng chỉ vừa nhìn qua cô liền trợn tròn mắt cảm thấy không thể tin nổi tại sao tại sao lại thế này rõ ràng hôm qua vẫn trên bản báo cáo tài chính rõ ràng đó là báo cáo tài chính của tập đoàn ngày hôm qua rõ ràng ngày hôm qua chỉ là hụt dòng vốn nhưng bây giờ cổ phiếu của công ty lại tụt sốc thế này toàn bộ công ty đều đã dừng hoạt động bây giờ không thể khôi phục dòng tiền được nữa tập đoàn lạc thì cần phải có một số tiền lớn để kéo cổ phiếu của công ty lên lại nếu không thì ngay cả khi mua lại công ty cũng sẽ không thể nào trả được số nợ khổng lồ có thể nói ngay giờ phút này Tập đoàn Lạc thị đã bước một chân vào địa ngục. Đây là số tiền mà Lạc Tuyết không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí nó còn vượt quá năng lực và trách nhiệm của cô. Chuyện này, làm sao có thể? Sau lưng nhất định có người nhắm vào chúng ta, chắc chắn là thế. Lạc Tuyết siết chặt tay, giọng đầy bất lực. Tại sao Lạc Viễn Hà và Lạc Mai lại không nhìn ra được điều rõ ràng như vậy chứ? Có thể gây ra chuyện đến mức này? ắt hẳn đối phương phải là người vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Hai cha con bọn họ chỉ muốn cô gánh cái tội danh này mà thôi. Lạc tuyết, cậu đừng có đổi chủ đề, nếu không phải do cô xử lý không kịp thời thì công ty làm sao đến bước này được. Lạc mai chống tay lên hông, tỏ ra vẻ đanh đá. Nói tóm lại, hôm nay là ngày cuối cùng, cho dù cô có bán thận thì cũng phải cứu được công ty. Đúng vậy, Lạc viễn hà hơi ngẩng đầu lên, trong mắt không có chút cảm xúc nào hôm qua cô đã đồng ý với cậu chủ Dương rồi, nếu không hoàn thành được thì đừng nói chỉ mình cô, mà ngay cả gia tộc cũng đừng mong được yên ổn. Cạch cạch, mặt lạc tuyết không còn chút máu, cô run rẩy lùi lại vài bước. Làm sao cô có thể lấp đầy khoản nợ khổng lồ như thế? chương 155, không cần, tôi đến đây là để tìm cô lạc tuyết. Bấy nhiêu đây cũng không đủ để diễn tả nỗi hận trong lòng cô. Được rồi, đừng ngây ra đó nữa, thời gian của cô không còn nhiều đâu nên làm gì thì chắc cũng không cần tôi dậy đâu nhỉ tốt hơn hết đừng có làm cho ông nội và cậu chủ dương phải thất vọng lạc mai chế nhạo không hề cho lạc tuyết cơ hội giải thích nói xong hai cha con bọn họ liền xoay người rời đi chỉ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc chuyên nghiệp bước vào đây là tập đoàn lạc thị phải không cho tôi hỏi văn phòng chủ tịch ở đâu cô gái hỏi với vẻ nghiêm trang cô là ai tìm chủ tịch có việc gì lạc mai cao mày nhìn thấy người này có vẻ cao hơn mình thân hình cũng nhỉnh hơn lại còn xinh đẹp hơn liền cảm thấy có chút không vui muốn tìm chủ tịch thì đến quầy lễ tân hẹn trước đi hơn nữa một cô gái như cô không đủ tư cách để gặp chủ tịch đâu à nói xong còn hừ lạnh một tiếng cố tỏ ra thái độ thấy vậy người phụ nữ nheo mắt lại nhưng vẫn giữ một nụ cười chuyên nghiệp tôi họ dương là thư ký của ông lý hải đông chủ tịch của tập đoàn lý thị không biết là thân phận này có đủ tư cách hay không. Cái gì? Ngay khi vừa nghe xong, cả Lạc Mai và Lạc Viễn Hà đều như chết lặng. Tập đoàn Lý Thị là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Tân Hải. Thư ký của Lý Hải Đông thì cho dù có là ông nội nhìn thấy cũng phải nể mặt, đâu phải người mà bọn họ muốn đắc tội là được. Sắc mặt Lạc Mai lập tức cơ cứng, tái me tái mét, cúi đầu không dám nói gì. Vẻ mặt run rẩy hiện tại của ả à hoàn toàn khác với lúc nãy. Lạc Viễn Hà trợn to mắt nhìn, sau đó tiến tới cười xòa. "Thư ký Dương, xin chào, con bé này không hiểu chuyện, xin cô thứ lỗi. Hôm nay chủ tịch không tới, nếu có chuyện gì, cô có thể nói với tôi." Thư ký Dương vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào với thái độ nhiệt tình của Lạc Viễn Hà. "Không cần, tôi đến đây là để tìm cô Lạc Tuyết." "Lạc Tuyết?" Lạc Viễn Hà ngây ra tức thì. Ngay cả Lạc Tuyết đang chuẩn bị rời đi cũng phải khựng lại audio điện tử võ tấn bền. Chương 156 lẽ nào, ông ấy đang có ý gì với mình? Để đảm bảo an toàn, Lạc Viễn Hà liền đẩy Lạc Tuyết ra trước. Lạc Tuyết cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu lại. "Xin chào thư ký Dương, tôi là Lạc Tuyết, không biết cô kiếm tôi có việc gì không?" Chống ngực Lạc Tuyết đập thình thịch, cô chỉ có thể cắn răng đối mặt với thư ký Dương. Thư ký Dương nhìn Lạc Tuyết một lượt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải tôi đến tìm cô, mà là chủ tịch của chúng tôi muốn tìm cô. Chủ tịch Lý Hải Đông. Ngay khi nghe xong, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai liền ngớ ra. Chương 60, núi xanh thật vinh hạnh khi được đắp lên xương cốt trung thần. Lý Hải Đông đường đường là người đứng đầu nhà họ Lý, là chủ tịch của tập đoàn Lý Thị. Lại để thư ký thân cận đích thân đến tìm Lạc Tuyết Ư. Cô có tài cán gì chứ? Tất nhiên, không phải chỉ có hai cha con bọn họ đặt câu hỏi này thư ký Dương, chủ tịch Lý tìm tôi có chuyện gì vậy? Lạc tuyết khẽ cao mày, cẩn thận hỏi, cô và Lý Hải đông đáng ra không nên liên quan gì đến nhau mới phải. Thư ký Dương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy thẻ phòng ra đưa cho Lạc tuyết. Cô Lạc, chủ tịch Dương đang đợi cô ở khách sạn lớn Tân Hải, mong cô đừng để ông ấy đợi lâu. Nói xong, thư ký Dương liền cười nhẹ, xoay người rời đi. Không phải cô ấy không muốn nói, mà ngay cả cô ấy cũng không biết chủ tịch Lý định làm gì. Ngay sau khi thư ký Dương rời đi, chỉ còn lại ba người Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn tấm thẻ phòng trên tay. Đặc biệt là Lạc Tuyết, cả người đều choáng váng. Đang yên đang lành, chủ tịch Lý đưa thẻ phòng là có ý gì đây? Lẽ nào ông ấy đang có ý gì với mình? Dù sao đây cũng chính là khả năng duy nhất mà Lạc Tuyết có thể nghĩ đến. Cha, nhìn không ra đấy, cô quyến rũ chủ tịch Lý từ khi nào đấy? giấu kỹ quá nhỉ. Lạc Mai nói với vẻ mỉa mai, nhưng vẫn có chút ghen tị. Cha cha, bảo sao hôm qua mạnh mồm thế, ra là đã tìm được Sugar Daddy. À, Lạc Tuyết, mau đi nhanh đi, đừng để cho chủ tịch Lý phải đợi lâu. Phục vụ chủ tịch Lý cho tốt vào, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Lạc Viễn Hà nói với vẻ khinh miệt, sau đó nhìn Lạc Tuyết bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Các người, chương 157 đó chính là phương hướng của bác giã thanh giả tự thanh sao, thế thẻ phòng trong tay cô là gì, làm gái mà còn lập đền thờ trinh thiết à, đúng là đồ tiện nhân. Lạc Mai hừ một tiếng, nói câu nào khó nghe câu đấy. Nhanh lên đi, nếu chủ tịch lý vội thì ai chịu trách nhiệm này đây? Lạc Viễn Hà bĩu môi hừ nhẹ. Ai nói không phải chứ, bây giờ sống còn của nhà họ Lạc đều dựa vào cô, cô đừng làm cho chúng tôi thất vọng đấy. Giọng điệu của Lạc Viễn Hà có hơi châm biếm, lạc tuyết biết rõ ông ta đang có ý gì lạc tuyết siết chặt tấm thẻ phòng trong tay yếu ớt nghiến răng nghiến lợi sắc mặt vô cùng khó coi đúng như lạc mai nói cô phải đi ngay bây giờ dù gì thì bọn họ cũng không thể gây chuyện với chủ tịch lý được đi thì không nhất định sẽ gặp rắc rối nhưng nếu không đi thì chắc chắn sẽ lớn chuyện chuyện của tôi không cần các người phải lo lạc tuyết chỉ nói lại một câu sau đó hai mắt đỏ hoe rời khỏi công ty Chật, cô thật sự nghĩ rằng bám vào chủ tịch Lý là có thể dương oai diếu võ với tôi sao? Nằm mơ đi. Nhìn thấy Lạc Tuyết rời đi, Lạc Mai khẽ hử lạnh chế nhạo. Lạc Viễn Hà thoáng nheo mắt. Đừng lo, nó lên mặt không được bao lâu nữa đâu. Nếu nó thực sự có gì với chủ tịch Lý, bố nhất định sẽ khiến nó thân bạn danh liệt. Cho dù giữa bọn họ không có chuyện gì, thì tập đoàn Lạc Thị này cũng không chứa chấp nó. Ở bên kia, sở bác đang đưa con gái đến trường mẫu giáo tốt nhất Ân Hải. Vì có thanh vũ giúp đỡ nên sở bác không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chưa đến 10 phút, các thủ tục đã hoàn thành xong xuôi, lạc vũ tâm chính thức được vào học. Thưa cậu, chúng ta đi đâu đây? Sở bác ở trong xe không nói lời nào, thanh vũ bèn thấp giọng hỏi. Sở bác vẫn không động đậy, chỉ khẽ nói, núi thiên linh. Nghe thấy tên địa danh, sắc mặt của thanh vũ lập tức thay đổi đã 5 năm rồi, cũng nên đến đó xem thử. Núi Thiên Linh nằm ở ngoài ô phía bắc của thành phố Tân Hải. Ngọn núi tuy không lớn nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với sở bắc. Chu Dũng, Vương Hạo, Tiểu Kiệt, đã 5 năm trôi qua, tôi đến muộn rồi. mươi 158 bầu không khí ảm đạm như kéo dài vô tận. Bên trong đó đều là huynh đệ vào sinh ra tử của sở bắc. 5 năm trước, 12 người bọn họ đã đến Tân Hải làm nhiệm vụ vì không muốn bị người khác bán đứng hay có ý sát hại. 11 người này đều đã hy sinh tính mạng để bảo vệ sở bắc rút lui an toàn. Nhưng sở bắc lại cho rằng tất cả những điều này đều là lỗi của anh. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, 11 người này đều trạc tuổi anh. Nhưng cuộc đời bọn họ đã mãi mãi dừng lại ở thời điểm rực rỡ nhất. Sở Bắc không thể chịu đựng được việc phải để thi thể của những người anh em của mình phơi bày ở nơi hoang vu, nên 5 năm trước anh đã bỏ tiền ra để mua lại ngọn núi này. Chính tay anh đã dựng lên 11 ngôi mộ hoang này. Nhưng vì nhiệm vụ và thân phận đặc biệt nên họ không thể dựng bia mộ được. Sau khi chết, bọn họ thậm chí còn không thể để lại tên của mình. Gió thổi hưu hưu, thổi theo bóng dáng gầy gò của Sở Bắc và Thanh Vũ. Những ngôi mộ đơn độc trước mặt, trông tiêu điều hoang tàn. Núi xanh thật vinh hạnh khi được đắp lên xương cốt trung thần. 5 năm rồi. Bởi vì ái náy nên sở bắc mới không đành lòng bước lên đỉnh núi. Nhưng hôm nay, anh đã ở đây. Tôi xin thề, kiếp này, nhất định sẽ tìm ra kẻ phản nghịch. Sẽ dùng máu tươi của hung thủ để thanh minh cho mọi người. Từng câu từng chữ của sở bắc đều giống như tiếng sấm rền vang. Đây chính là lời hứa của thần tướng Trấn Quốc, đồng thời cũng là lời hứa với huynh đệ của anh. Bầu không khí ảm đạm như kéo dài vô tận nhưng đột nhiên lại bị phá vỡ. Các người có nhanh lên không? Làm trễ chuyện của bổn thiếu gia, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Mau lên cho tôi. Âm thanh mắng nhiếc này không hề đúng lúc chút nào. Thanh vũ quay đầu lại nhìn, đó là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đang mặc một bộ đồ thường nhật. Hắn dẫn theo một đám thuộc hạ to cao, hùng hổ đi về phía này. Tất cả bọn họ đều cầm sẻng hoặc cuốc trong tay. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy vài chiếc máy xúc đang đậu dưới chân núi, như thể đang chuẩn bị đào đường lên đỉnh núi. Trường 159 người vừa nói chính là Thanh Vũ. Cậu thanh niên vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lia rồi vội vàng nhặt hết tiền bỏ vào túi. Cậu chủ lưu còn không thèm nhìn hắn, liền phất tay với đàn em. Đi, khởi động máy xúc, trong hôm nay phải san bằng ngọn núi này cho tôi. Mẹ kiếp, sao vẫn còn mấy ngôi mộ nát này thế? Cậu chủ lưu vừa nói vừa đảo mắt, ngay khi nhìn thấy 11 ngôi mộ hoang, sắc mặt hắn lập tức xa sầm xuống. Cậu lưu đừng hiểu lầm, cũng không biết người nào vô đạo đức làm hỏng việc, thật sự không liên quan gì đến tôi. Chàng trai hoảng sợ vội giải thích. Anh xem ngôi mộ nát này còn không có bia mộ, có vẻ cũng không ai cúng bái, anh có thể tùy ý đập phá. Dù sao giấy tờ nhà đất cũng nằm trong tay anh, dĩ nhiên là do anh quyết định. Nghe hắn nói thế, sắc mặt cậu lưu mới tốt hơn một chút mẹ nó đúng là xui xẻo mấy người đừng ngây ra đó nữa trước tiên phá ngôi mộ này hãng nói nhưng lúc này lại đến lượt đám đàn em lúng túng dù sao phá mộ của người ta là có thể giảm thọ cậu lưu chuyện này không ổn lắm hơn nữa thi thể đào lên cũng không được xử lý đàng hoàng thấy đàn em đều tỏ vẻ khó xử cậu lưu tức giận mắng đám vô dụng ông đây nuôi tụi mày đều chỉ biết ăn thôi hà chút việc nhỏ này mà cũng phải để ông đây dạy sao? đợi đào ra rồi tùy tiện tìm một nơi ném vào chẳng phải được rồi sao? cùng lắm thì đập đi cho chó ăn. các người sợ buổi tối hắn đến tìm à? nhanh làm đi, nếu không ông đây băm tụi mày ra cho chó ăn trước đấy. cậu lưu lớn tiếng mắng, mười mấy đàn em đều hoảng sợ, vội vàng cầm cuốc sẻng đi về phía ngôi mộ hoang. các vị, thật sự xin lỗi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ai bảo các người chôn không đúng chỗ làm gì? Ra tay đi." Tên thủ lĩnh nhỏ giọng niệm vào câu, sau đó định phá rỡ ngôi mộ. Nhưng vừa giơ tay lên đã bị một giọng nói của trách cắt ngang. "Dừng tay." Giọng nói lạnh như băng khiến mọi người vô thức dừng tay. Mọi người đều ngẩng đầu lên thì thấy Sở Bắc và Thanh Vũ đang đứng ở một bên khác của ngôi mộ hoang. Người vừa nói chính là Thanh Vũ. Lúc này sắc mặt lạnh như băng tuyết, ánh mắt hiện lên sát khí. Nếu không phải Sở Bắc còn chưa nói gì thì đám người trước mặt này đã thành thi thể rồi. Mà lúc này Sở Bắc cũng từ tốn xoay người lại. Chương 160 lại thêm một cái tát nữa. Cậu chủ Lưu nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Sở Bắc, hắn khinh thường cười nhạo. "Hay, cô gái này khá đấy, vóc dáng, khuôn mặt đều là gu tôi đây thích." Đến khi nhìn sang Thanh Vũ bên cạnh Sở Bắc, mắt cậu chủ Lưu sáng lên. Hắn liếm môi, lời nói không hề che giấu ý tứ của mình trong đó quản cho tốt miệng mồm của mình đi nếu không tôi không ngại cắt lưỡi anh đâu thanh vũ nhíu mày vẻ mặt hết sức lạnh lùng ôi này tính tình cũng đanh đá đấy là gu tôi thích như vậy mới có cảm giác chinh phục thế nhưng cậu chủ lưu đang làm như không nghe thấy lời cảnh cáo của thanh vũ ngược lại còn càng láo xược này tôi cũng không phải không nói lý anh có thể cút đi nhưng để lại cô gái này là được cậu chủ lưu chỉ nhìn sở bắc một cái ánh mắt dính chặt vào thanh vũ gái đẹp cực phẩm như vậy không dễ gì gặp được không thể bỏ lỡ để mạng của hắn lại sở bắc chỉ khẽ lắc đầu bình tĩnh nói vừa dứt lời bóng dáng thanh vũ lập tức biến mất ngay trước mắt cậu chủ lưu còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị đánh một cái thật đau bốp hắn chỉ cảm thấy mặt mình đau rát trời đất quay cuồng cả người đã ngã nhào xuống đất nôn ra một ngụm máu đồng thời năm sáu cái răng cũng rơi ra ngoài cô 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 cậu chủ lưu ngơ ngác chỉ vào thanh vũ nhưng miệng hắn gần như tê cứng không nói nên lời to gan ngay cả cậu chủ lưu mà cũng dám đánh mẹ kiếp không muốn sống nữa à cậu chủ lưu anh không sao chứ chàng trai đó lập tức hoàn hồn tức giận nhìn thanh vũ rồi vội vàng đến đỡ cậu chủ lưu mẹ kiếp dám đánh tôi ông đây chơi chết cô Cậu chủ lưu mất một lúc mới đứng lên được, cảm giác miệng đau rát, tức đến mức xanh mét mặt mày. Thế nhưng hắn vừa dứt lời. Rõ ràng thanh vũ còn cách hắn 5 mét nhưng ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt lạnh như băng khiến con người cậu chủ lưu co rụt. Cô, cô muốn làm gì? A. À, audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 160.